Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng cướp phá xứ dân Ammon và vây thành Rabba. Nhưng vua David ở lại Jerusalem. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng ấy là Bathsheba, con trai của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tít. David sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thọ thai, sai người tâu cùng David rằng: "Tôi có thai." David bèn truyền lệnh cho Joab rằng: "Hãy sai Uri người Hê-tít đến cùng ta." Vậy Joab sai Uri đến cùng David. Uri đến, David hỏi thăm về Joab và đạo binh có bình an chăng, cùng chiến trận ra thế nào. Đoạn vua nói cùng Uri rằng: "Hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi." Vậy Uri đi ra khỏi đền vua, có người đem theo người một của ăn nhà vua. Nhưng Uri không về nhà mình, ngủ tại cửa đền vua cùng các tôi tớ vua. Người ta thuật điều đó cho David và nói rằng Uri không có đi xuống nhà người. David hỏi Uri rằng: "Chớ thì ngươi chẳng đi đường trở về sao? Cớ sao không đi xuống nhà ngươi?" Uri thưa cùng David rằng: "Hòm giao ước, Israel và Juda vẫn ở dưới trại. Joab là chúa tôi, luôn với các tôi tớ chúa tôi đang hạ trại nơi đồng trống. Còn tôi lại vào nhà mình đặng ăn uống và ngủ cùng vợ mình sao? Tôi chỉ mạng sống và linh hồn của vua mà thề rằng tôi chẳng biết làm một sự như vậy." David nói cùng Uri rằng: "Hãy còn ở lại đây ngày nay, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi." Vậy Uri ở lại tại Jerusalem ngày ấy và ngày sau. Đoạn David vời người ăn uống tại trước mặt mình và làm cho người say. Nhưng chiều tối, Uri đi ra ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người, chứ không có đi xuống nhà mình. Sáng ngày mai, David viết một cái thư cho Joab và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy: "Hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi." Vậy khi Joab vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Joab, có mấy người trong bọn tôi tớ David ngã chết. Uri người Hê-tít cũng chết. Joab bèn sai sứ giả đến cùng David đặng thuật cho người biết đầu đuôi của sự chinh chiến. Và người truyền lệnh cho sứ giả rằng: "Khi ngươi đã thuật xong cho vua mọi điều đã xảy ra nơi chiến trận, nếu vua nổi giận nói cùng ngươi rằng: 'Cớ sao các ngươi đi tới gần quá đặng hãm thành vậy? Các ngươi há chẳng biết rằng người ta ở trên chót vách thành bắn tên xuống sao? Xưa ai giết Abimelech con trai của Jerubbaal? Há chẳng phải một người nữ ở trên chót vách thành ném một thớt cối xuống trên người làm cho người chết tại Tebet sao? Vì sao các ngươi đến gần vách thành như vậy?' Thì bây giờ ngươi sẽ tiếp rằng: 'Uri kẻ tôi tớ vua người Hê-tít cũng chết nữa.' Như vậy sứ giả đi. Khi người đến nơi, thuật cho David biết mọi điều Joab đã dặn người. Sứ giả tâu cùng David rằng: "Ban đầu những quân đó mạnh hơn chúng tôi, kéo ra đến ngoài đồng, nhưng chúng tôi đánh đuổi chúng nó đến cửa thành. Các lính cầm cung ở trên vách thành có bắn những tôi tớ vua, có vài người bị chết. Uri người Hê-tít là tôi tớ vua cũng chết nữa." David đáp cùng sứ giả rằng: "Ngươi hãy nói cùng Joab, chớ lấy làm cực lòng quá về điều đó. Gươm khi giết kẻ này, khi giết kẻ khác,
hãy ráng sức hãm thành và hủy diệt nó đi. Còn ngươi, hãy giục người vững lòng bền chí. Khi vợ Uri hay rằng chồng mình đã thác, thì than khóc Uri. Khi đã mãn tang, David sai vời nàng vào cung, nàng trở nên vợ người, sinh cho người một con trai. Nhưng điều David đã làm đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Chương 12. Đức Giê-hô-va sai Na-than đến cùng David. Vậy Na-than đến cùng người mà rằng: trong một thành kia có hai người, người này giàu còn người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều, nhưng người nghèo, nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống và ngủ trên lòng người. Nó như một con gái của người vậy. Vả, có người khách đến người giàu. Người giàu tiếc, không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đã đến, bèn bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình. David bèn nổi giận lắm cùng người ấy và nói cùng Na-than rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đã phạm điều ấy thật đáng chết. Hắn phải thường 4 lần giá chiên con vì đã làm như vậy và vì không có lòng thương xót. Bây giờ Na-than nói cùng David rằng: vua là người đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta đã sức dầu lập ngươi làm vua Israel, ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sao-lơ, ta cũng ban cho người nhà của chủ ngươi, trao vào tay ngươi các vợ của chủ ngươi, lập ngươi làm vua của nhà Israel và Juda. Và nếu điều đó không đủ, ắt ta sẽ thêm cho ơn khác nữa. Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi, còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Am-môn. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng nó tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm. Nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel và tại nơi bạch nhật. David bèn nói cùng Na-than rằng: ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng David rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho ngươi hẳn sẽ chết. Đoạn Na-than trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va bèn đánh đứa trẻ mà vợ của Uri đã sinh cho David, và nó bị đau nặng lắm. David vì con cầu khẩn Đức Chúa Trời và kiêng ăn. Đoạn người trở vào nhà, trọn đêm nằm dưới đất. Các trưởng lão trong nhà trỗi dậy đứng chung quanh người đặng đỡ người lên khỏi đất, nhưng người không khứng và chẳng ăn với họ. Ngày thứ 7, đứa trẻ chết. Các tôi tớ của David ngại cho người biết đứa trẻ đã chết, vì họ nói rằng: lúc đứa trẻ còn sống, chúng tôi có khuyên giải vua, vua không khứng nghe chúng tôi. Vậy làm sao chúng tôi lại dám nói cùng vua rằng đứa trẻ đã chết? Có lẽ vua rủi ro. Nhưng David thấy những tôi tớ nói nhỏ nhỏ, hiểu rằng đứa trẻ đã chết nên hỏi rằng: có phải đứa trẻ đã chết chăng? Họ thưa: phải, đã chết rồi. Bây giờ David chờ dậy khỏi đất, tắm mình, sức dầu thơm và thay quần áo, rồi người đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lại. Đoạn người trở về cung, truyền dọn vật thực cho mình và người ăn. Các tôi tớ hỏi người rằng: vua làm chi vậy? Khi đứa trẻ này còn sống, vua kiêng ăn và khóc vì nó, và bây giờ nó đã chết, vua chờ dậy và ăn. Vua đáp: khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì ta nghĩ rằng: nào ai biết, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta và cho đứa trẻ được sống chăng? Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thể làm cho nó trở lại ư?
ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. David an ủi Bát-sê-ba vợ mình đến ngủ cùng nàng. Nàng sinh một đứa trai đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu mến Sa-lô-môn, nên Ngài sai đấng tiên tri Na-thang đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu mến nó. Giô-áp đánh Ráp-ba của dân Am-môn và hãm lấy Đế-đô. Người sai sứ giả đến cùng David mà nói rằng: tôi có đánh Ráp-ba và hãm lấy thành ở mạng dưới rồi. Bây giờ vua hãy nhóm hiệp chiến sĩ còn lại đến đóng trước thành và chiếm lấy nó, kẻo tôi hãm lấy nó thì công đó về tôi chăng? Vậy vua David nhóm hiệp cả dân sự kéo đến đánh Ráp-ba, vây và hãm lấy nó. Người lột cái mão triều thiên của vua dân Am-môn đội trên đầu. Mão đó cân nặng 1 ta lân vàng, có trang sức những bửu thạch. David đặt nó ở trên đầu mình. Người cũng đoạt lấy rất nhiều của cải thành mà đem đi. Người điệu dân sự ở thành ấy ra, bắt chúng phải làm công dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt và lò gạch. Người cũng đãi hết thảy thành của dân Am-môn như vậy. Đoạn, David và cả dân sự đều trở về Jerusalem. Chương 9. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt 3 người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng 3 trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả 3 đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng: người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-xu ở với mình mà thôi. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Vậy môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì. Lại hỏi Ngài rằng: sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Ngài đáp rằng: thật, Ê-li phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Ê-li đã đến rồi. Người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy. Đức Chúa Giê-xu với 3 người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thấy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng: các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng: lạy Thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho Thầy, nó bị quỷ câm ám. Không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bằng đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc, sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng: điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: sao ngươi nói nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: tôi tin,
xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên, thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Đoạn đi khỏi đó, trải qua xứ Galilê, Đức Chúa Giê-xu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi, Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ, không dám hỏi Ngài. Đến thành Capernaum, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường các ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh, vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài bèn ngồi, kêu 12 sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Đoạn Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ, rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống còn hơn đủ 2 tay mà sa xuống địa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống còn hơn đủ 2 chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời còn hơn đủ 2 mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi thì lấy chi làm cho mặn lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Thi Thiên 87. Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh, Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn hơn những nơi ở của Gia-cốp. Ở thành của Đức Chúa Trời đã được nói những sự vinh hiển về ngươi. Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-bi-lôn là những người trong bọn quen biết ta. Kìa là Philistin và Tyre với Ethiopi. Kẻ này đã sinh ra tại Si-ôn. Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng kẻ này và kẻ kia đã sinh ra tại đó. Chính đấng chí cao sẽ vững lập Si-ôn. Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ thì Ngài sẽ kể rằng kẻ này đã sinh tại Si-ôn. Những kẻ hát sướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng các suối tôi đều ở trong ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư
tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.